Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin chuyển động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Hôm nay thứ hai ngày 22 tháng 1 năm 2024. Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu các bộ căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình có kế hoạch giải pháp để mạnh hoạt động hỗ trợ nông dân tiêu thụ hàng hóa nông sản. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn các địa phương xây dựng dùng nguyên liệu sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn theo các tiêu chuẩn và yêu cầu của thị trường, đổi mới mạnh mẽ hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị và thúc đẩy hợp tác, liên kết chặt chẽ giữa các địa phương trong từng vùng và giữa các vùng, kết nối chuỗi giá trị toàn cầu. Bộ Công Thương đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ nông dân tiêu thụ hàng hóa nông sản, phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức các khóa đào tạo hỗ trợ nông dân, các hợp tác xã về thương mại điện tử theo chủ đề phù hợp với lĩnh vực hàng hóa kinh doanh, kỹ năng bán hàng trực tuyến, tổ chức các hoạt động festival, triển lãm các sản phẩm nông nghiệp. Năm 2023, các thị trường chính sụt giảm ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu thủy sản. Dự báo năm 2024, lĩnh vực nuôi trồng thủy sản tiếp tục gặp nhiều khó khăn, chi phối tình hình sản xuất và xuất khẩu thủy sản. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP dự báo, năm 2024, nhiều khó khăn sẽ tiếp tục chi phối tình hình sản xuất và xuất khẩu thủy sản. Một số nhận định về xu hướng thị trường và dự báo xuất khẩu thủy sản như lạm phát ở các nước lớn đã được kiềm chế nhưng phục hồi chậm, tác động đến nhu cầu tiêu thụ thủy sản. Xung đột và các vấn đề chính trị khác trên thế giới chắc chắn làm xáo trộn thương mại toàn cầu, trong đó có thủy sản. Chu kỳ giảm giá nhiều loài thủy sản có thể vẫn tiếp diễn tới hết nửa đầu năm 2024. Tại thị trường Mỹ, nhu cầu hồi phục chậm và xu hướng tăng nhập khẩu tôm giá rẻ từ Ecuador. Trung Quốc nhu cầu phục hồi mạnh hơn nhưng trả giá thấp, khó cạnh tranh. Hiện nay thì giá tôm nguyên liệu là khá là ổn định và sẽ có cái khả năng sẽ biến động là trong cái dịp Tết Nguyên Đán này, do cái điều kiện các nhà máy sẽ là tạm ngưng hoạt động một thời gian để là cho công nhân được nghỉ Tết. Và cũng đặc biệt là theo cái dự báo của là VASEP thì tình hình là năm 2024 thì cái giá tôm nguyên liệu sẽ gặp rất nhiều khó khăn là do là các cái hiệp định thương mại tiếp tục được ký kết, từ đó là kéo theo là các cái sự là cạnh tranh về giá cả là rất là khốc liệt. Đồng thời là các cái là nước nhập khẩu tôm của Việt Nam là sẽ là đưa ra các cái rào cản là tiếp tục là gặp khó khăn trong vấn đề cái xuất khẩu tôm của Việt Nam nói chung và của Cà Mau nói riêng. 2024 là năm có nhiều khó khăn, nhất là việc Ủy ban châu Âu EC duy trì giữ cảnh báo thẻ vàng đối với sản phẩm thủy sản khai thác của Việt Nam. Ngoài ra, nhu cầu nhập khẩu chưa có dấu hiệu hồi phục, sự cạnh tranh mạnh mẽ của các thị trường và lượng tồn kho của các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu. Đối với nuôi trồng thủy sản, truy xuất nguồn gốc từ cơ sở nuôi đến nhà máy chế biến và xuất khẩu, bảo đảm an toàn thực phẩm, sử dụng đúng và tăng cường sản phẩm vi sinh cho đảm bảo chất lượng. Bên cạnh đó, chi phí đầu vào cao như con giống thức ăn là thách thức lớn cho nuôi trồng thủy sản. Vì vậy, việc tổ chức sản xuất làm sao giảm giá thành đầu vào là bài toán đặt ra. Nghẹn lớn nhất của nó là mình khi mình ứng dụng cái công nghệ nuôi thì nó lại không đồng bộ. Không đồng bộ, người nuôi chỉ chú trọng tới một số cái khâu đó. Ví dụ như là khâu con giống nè. Con giống sạch bệnh, con giống nhanh lớn hay là con giống gia hóa đó. Thứ hai là thức ăn. Thức ăn thì thức ăn công nghiệp mà, thức ăn rất là tốt. Và một số cái công nghệ về quản lý chất lượng nước, chỉ một số thôi. Trong khi đó tất cả các trang thiết bị, rồi cái hệ thống của mình nó không có hoàn chỉnh để có thể tối ưu hóa được cái quy trình sản xuất. Cái mô hình vừa tuần hoàn mà vừa không xả thải đó là một vấn đề khó, khó nhất mà. Mà cái điểm đỉnh cao nhìn thấy rất đơn giản nhưng mà cái học thuật rất là khó. Thì nó mang lại cái hiệu quả của nó. Thứ nhất về môi trường gần như là đạt vừa rồi đó, chúng tôi đánh giá gần hết. Gần như là môi trường rất là tốt, không xả thải một giọt nào ra bên ngoài môi trường. Và được thả đi thả lại nhiều lần, lần này lần thứ ba, không cần phải cải tạo đi nhiều hàng năm. Cải tạo cũng gây ô nhiễm mà cải tạo cũng tốn tiền. Là nhân công ít hơn, điện năng ít hơn. Rồi cái tiền chi phí xây dựng cái đó rất quan trọng, rất là ít. Ít hơn so với mình làm hệ thống tuần hoàn mà không có theo phương pháp này. Năm 2024, ngành nông nghiệp Cà Mau định hướng tiếp tục ổn định diện tích nuôi tôm với khoảng 278.000 hectare, tổng sản lượng thủy sản nuôi trồng 415.000 tấn, trong đó sản lượng tôm nuôi đạt trên 243.000 tấn. Ngành nông nghiệp là tập trung là chỉ đạo
là phải rà soát lại là các cái quy hoạch ở trong các vùng nuôi và đầu tư về cái mặt thủy lợi, đặc biệt nhất là trong cái vùng nội đồng là cái khu vực là tôm lúa để là tăng được cái năng suất của là sản lượng tôm nuôi lên. Cái thứ hai là cần phải là áp dụng đúng cái là lịch thời vụ để là thực hiện tốt cái quy trình là sản xuất. Đồng thời thì về cái mặt quản lý nhà nước thì tăng cường việc kiểm tra thanh tra các cái địa điểm buôn bán vật tư nông nghiệp chảy giống để là chúng ta là thực hiện theo cái thông tư là nghị định là 26 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời thì hướng dẫn cho bà con chúng ta là thực hiện việc là đăng ký các đối tượng nuôi chủ lực và khuyến cáo bà con chúng ta nên là kê khai sản xuất ban đầu để là đánh giá được cái tình hình sản xuất của bà con nông dân của chúng ta trong cái thời gian vừa qua. Nhiều giải pháp được đặt ra, trong đó giảm phát thải, tăng sản xuất xanh, phúc lợi động vật cũng là vấn đề đặt ra đối với lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Đây là yêu cầu xu hướng của thị trường tiêu dùng thế giới. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau đã có thông báo về lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Theo đó, đối với công chức viên chức và người lao động thuộc các cơ quan đơn vị trường học được nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 7 ngày từ ngày 8 đến hết ngày 14 tháng 2 năm 2024, nhằm từ 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Đối với trẻ mẫu giáo mầm non, học sinh phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên được nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn từ ngày 5 tháng 2 năm 2024 đến hết ngày 17 tháng 2 năm 2024 rơi vào thứ Bảy. Như vậy, thêm ngày nghỉ Chủ nhật, trẻ mẫu giáo mầm non, học sinh phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên sẽ được nghỉ Tết tổng cộng 14 ngày. Hôm qua, Quyện đoàn Phú Tân cùng với các đơn vị tài trợ tổ chức chương trình Mùa Xuân cho Em tại trường tiểu học Quảng Phú, xã Tân Hưng Tây. Trong chương trình, 100 em nhỏ được tham gia các trò chơi dân gian, xem múa lân sư rồng, được cắt tóc miễn phí và tổ chức bữa ăn dinh dưỡng. Ngoài ra, nhà tài trợ cũng tặng 100 phần quà cho các em, mỗi phần quà trị giá 400.000 đồng. Chương trình Mùa Xuân cho Em là một hoạt động mang tính nhân văn, kết nối và quy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, những món quà ý nghĩa nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, đường sắt tổ chức chạy thêm 6 chuyến từ Sài Gòn đi Hà Nội, Vinh, Phan Thiết và nối thêm toa tàu với hơn 7.000 chỗ, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết. Vé sẽ được mở bán tại tất cả các kênh bán vé của đường sắt như website www.dsvn.vn, www.vétàu.com.vn, qua các ứng dụng ví điện tử, app bán vé tàu trên thiết bị di động. Hoặc hành khách liên hệ tại các nhà ga, các điểm bán vé và các đại lý bán vé thuộc đường sắt Việt Nam, hoặc gọi tới các tổng đài bán vé. Cục Hàng không Việt Nam vừa cho biết dịp Tết năm nay số lượng chuyến bay và hành khách qua các cảng hàng không tăng cao hơn so với năm ngoái, đặc biệt đối với sân bay Tân Sơn Nhất. Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến khai thác 17.670 chuyến, bình quân mỗi ngày đón 75.000 khách. Sân bay Nội Bài dự kiến khai thác 13.500 chuyến, bình quân mỗi ngày có 52.000 hành khách. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam khuyến cáo, để tránh quá tải, ùn tắc khu vực sảnh công cộng tại các sân bay lớn, hành khách hạn chế người nhà đưa đón và không đến quá sớm so với giờ khởi hành. Những năm trở lại đây, thương mại điện tử không ngừng phát triển. Theo nhận định, năm 2024 tiếp tục là năm bùng nổ của thương mại điện tử với 4 xu hướng nổi bật về thị trường bán lẻ online. Từ nhiều khảo sát cho thấy, Việt Nam là quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong khu vực Đông Nam Á về mua sắm trực tuyến. Dự báo doanh thu và sản lượng bán ra trên các sàn bán lẻ trực tuyến B2C Việt Nam tiếp tục tăng mạnh trong năm tới, có thể đạt 650.000 tỷ đồng vào năm 2024. Theo báo cáo toàn cảnh thị trường sàn bán lẻ trực tuyến 2023 và dự báo 2024 được Matrix công bố, có 4 xu hướng nổi bật về thị trường bán lẻ online 2024, gồm bán hàng trực tiếp đến người tiêu dùng, mua sắm thông qua tìm kiếm bằng giọng nói, xu hướng tiêu dùng có trách nhiệm không bỏ qua thương mại điện tử, thế hệ 7X, 8X tiếp cận mua sắm online trầm trộ, mang tên Baby Boomer. Đã thành truyền thống mỗi dịp giáp Tết Nguyên đán, các nghệ nhân làng gốm Bát Tràng lại bắt đầu cho ra mắt những sản phẩm linh vật tượng trưng cho con giáp năm mới.
cùng chiêm ngưỡng sản phẩm kỳ linh giáp thình, một trong số những sản phẩm độc đáo của năm nay. Kỳ linh giáp thìn với cái thông điệp là dấu ấn dòng thiêng, lấy cảm hứng từ hai cái yếu tố rất quan trọng trong lịch sử là quốc ấn hoàng đế Chi Bảo. Đây là một trong những cái bảo vật của quốc gia đã bị thất lạc rất là lâu, thì cũng mới được di chuyển về Việt Nam. Thứ hai nữa là cái hình tượng rồng được lấy cảm hứng từ cái nét đẹp của cái rồng Thái Lê, nó tương đối hài hòa và nó gần gũi với con người Việt Nam, cũng mang đặc trưng cái nét văn hóa của Việt Nam. Đấy, thì ngoài ra trên đế của sản phẩm thì nó có bốn cái hình ảnh, trong đó có ba cái chữ, một là chữ An, hai là chữ Thuận, ba là chữ Phát, thì cũng đều được lấy từ những cái chữ thư pháp của các nghệ nhân. Hình tượng cá chép hóa rồng thì cũng thể hiện một cái sự đột phá, một cái sự lột xác. Với ý nghĩa đó, khâu tạo hình được đánh giá là quan trọng nhất để cho ra sản phẩm rồng mang yếu tố Việt Nam. Tạo hình ra vây bia với cả lửa sóng uốn theo vào cho con rồng cho nó phù hợp với cả khuôn mặt lẫn hình tượng sắc nét với cả bay ấy, bay bổng. Không chỉ vậy, sản phẩm này còn có những yêu cầu đặc biệt để tạo nên sự linh thiêng tuyệt đối cho tác phẩm. Đất Quảng Ninh thì là có đền thờ Yên Tử, có thờ có vị vua của Việt Nam mình, và cái nước sông Hồng thì nó chảy theo cái chiều dài của Việt Nam thì nó cũng uốn lượn như con rồng. Tất cả này hòa trộn vào và trong một cái sản phẩm thì tất cả nó là cái nguồn nguyên liệu đất trời và nước đều của Việt Nam và của Bát Tràng hết. Mình cũng là cái tuổi của năm Thìn, một phần nào đó hồn mình cũng sẽ nằm ở trong những cái tác phẩm tự tay mình làm ra. Sản phẩm này như một cái cách để truyền bá, để quảng bá và giữ gìn cái văn hóa lịch sử của Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, giữa cuộc sống xô bồ tấp nập, kẹo kéo chỉ vẫn là ký ức khó quên của nhiều thế hệ học trò. Mỗi lần thưởng thức lại nhớ bóng dáng của người đàn ông thoăn thoắt từng động tác cùng với chiếc hộp gỗ làm ra những chiếc kẹo tại chỗ trao tay những đứa trẻ lúc tan trường. Phần cuối Một Thế Giới Mô Màu hôm nay sẽ giúp quý vị và các bạn ôm lại ký ức tuổi thơ qua những hình ảnh sau đây. Thưa quý vị và các bạn, hình ảnh ông Trương Công Te với chiếc xe kẹo kéo của mình từ lâu đã rất là quen thuộc với nhiều thế hệ học sinh trên địa bàn thành phố Cà Mau. Và tại đây là điểm trường trung học cơ sở Ngô Quyền thuộc địa bàn phường 1 thành phố Cà Mau. 68 tuổi đời thì ông đã có 30 năm kinh nghiệm với món ăn tuổi thơ này. Tan tầm, giữa dòng xe cộ với đủ loại phương tiện lưu thông trên đường, bóng dáng ông Trương Công Te với chiếc xe máy cũ. Phía sau là hộp được chằng kỹ, xung quanh hộp viết dài từ, kẹo sợi cuốn, kẹo kéo chỉ thơm ngon 5-10k. Đó cũng là cách duy nhất người đàn ông này quảng cáo cho sản phẩm mình đang bán. Không cần một tiếng rao, nhưng ngày nào cũng rất đắt khách. Cái nghề này nó ngao du, đi khắp xứ khắp nơi hết trơn. Chỗ này chỗ kia, chỗ biết. Như tập thể dục luôn, bán mà vừa vui vẻ, mà sống được tuổi thọ. Chú đi tùm lum hết, trường Hồ Thị Kỷ, Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Bình, Cà Mau đi lục nát hết. Rồi đi huyện nữa, Đầm Dơi, Tân Việt, đồ này nọ, đi Lăng Tròn, Sóc Kéo, đi tùm lum chỗ hết. Con rất thích món ăn này rất là ngon ạ. Kẹo này là nó ngọt ngọt, nó có đậu phộng giòn giòn cùng với dừa và nó rất là gọi là ngon. Thường ngày thì con thường là con đón để cha mẹ con chạy ra đây mua ăn. Gắn bó với nghề làm kẹo kéo 30 năm, ông Trương Công Tuê đã trở nên quen mặt với nhiều người. Ông cho biết cái nghề này không khó, cũng không cần nhiều vốn. Cái kẹo này nấu thì sản phẩm hơn bao, sản phẩm là chỉ là một đường với nước. Vani nhất là chanh cho nhiều, độ chanh nó nhiều, cái kẹo nó mới dẻo, rồi đánh ra nó cái sản phẩm nó mà càng đánh nó càng rút lên, chừng nào rút lên nó, bây giờ là làm sản phẩm nó làm mau tại đường, bây giờ nó tẩy trắng rồi,
đánh chừng khoảng chừng có 2 phút một hồ à. Rồi đánh ra là đậu phộng mình rang, cứ mình đổ vô mình gói lại. Nó cũng dễ làm, mà công thức mà không biết là nấu nó đắng, rồi ăn nó không ngọt, nấu quá nó khét quá thì nó gắt đường cổ. Còn kẹo này thì mình biết làm mà nó lâu năm rồi, càng ngày mình càng đấu mình sáng tạo. Hồi xưa đâu có bánh tráng cầm đâu, chỉ là xin giấy tập học sinh không à. Cái đưa nó, đứa nào viết còi cho chú đi, còi cho chú. Có những món ăn vặt được nhiều người ưa chuộng, có thể đầu tư để phát triển hương vị mới. Nhưng với kẹo kéo, chỉ cần giữ được đúng cái hương vị ban đầu, để khách hàng không chỉ được thưởng thức món ăn quen thuộc, mà còn gợi nhớ ký ức tuổi thơ. Mỗi chiếc kẹo chứa đựng vị ngọt tuổi thơ, nét duyên của ẩm thực và sự lưu luyến khó quên nơi người thưởng thức. Thưa quý vị, thời xưa không có nhiều món ăn vặt như hiện nay. Kẹo kéo là món ăn vặt tuổi thơ nổi tiếng của thế hệ 8X, 9X với vị ngọt thơm khó có thể nhầm lẫn với bất kỳ loại kẹo nào. Một hương vị tuổi thơ khó có thể nào quên được. Hy vọng qua những hình ảnh vừa rồi, nhiều người sẽ tìm lại được ký ức tuổi thơ của mình. Bản tin Chuyển động ngày mới hôm nay đến đây xin được khép lại. Chúc quý vị và các bạn ngày đầu tuần nhiều năng lượng. Hẹn gặp lại vào sáng mai.